Vâng, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì mình là Thành Amazing. Thôi gọi là Thành AM đi cho nó đơn giản. Cho nó đỡ dài dòng. Ok. Thì như thường lệ thì hôm nay mình sẽ không chơi story mà mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái điều khá là thú vị. Dành cho những ai mà chưa biết hoặc những ai biết rồi thì xin mời ai biết rồi thì cũng xem cũng được, tốt rồi. Ai biết rồi thì có thể tư vấn góp ý thêm càng tốt, ok. Thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách để cho margin bư ăn và làm như thế nào để và tác dụng của nó là gì nhá. Cái giọng nó kiểu quay lọ quá. Để cho được margin ăn thì đầu tiên chúng ta có thức ăn đã. Thì thức ăn có hai cách, đó các bạn có thể đi lang thang trong cái thành phố này và nhặt, nhưng mà rất là lâu. Bây giờ mình sẽ phải dùng tiền. Cách thứ hai là các bạn sẽ dùng tiền mua. Thì đúng rồi, có tiền là mình sẽ có này, hầu như các thứ mà, nên là mình sẽ vào đấy mua ở item shop nha các bạn nha. Mình mua thức ăn, đi chợ là mình sẽ đi chợ. Ok, mình sẽ chọn mua bằng Jenny hoặc là Medo. Mình sẽ bán bớt một cái số đồ, một thứ số quần què mà không cần thiết cho lắm thì mình đang không cần xài, mình sẽ bán đi. Để mình lấy tiền, sinh viên nghèo cần tiền. Ok, tôi chết, lại nhầm rồi. Đây mình sẽ mua một, để mua được các bạn các loại thức ăn thì các bạn có thể bấm được thì page down hoặc là đeo trên bàn phím, còn mình thì dùng tay cầm nên mình sẽ bấm 78 thôi. Ok, mình sẽ tap qua thức ăn, các bạn tap qua thức ăn nhá. Vậy thức ăn nằm ở chỗ quần què nó đây. Đây rồi, như vậy là các bạn sẽ có 3 loại thức ăn, một là nước, hai là sola và ba là gian crab cái gì. First item Maribu may enjoy it, tức là cái thức ăn này Maribu rất thích. Cái này không no, cái loại water này không no, nó rẻ tiền mà, các bạn thấy không? Giá cả quyết định rồi. Các bạn sẽ mua cái này, mình sẽ mua cái này này. Mình sẽ demo thôi, không có nhiều tiền. Mình nhà không có điều kiện. Ok, như vậy là chúng ta đã mua xong rồi một cái thức ăn. Về việc tiếp theo chúng ta sẽ đến cái chỗ khu nhà của thằng béo Margin Bư. Đâu rồi, nó nằm chỗ nào đây. Mình sẽ cứ bay đại đến một chỗ và mình đến thôi, không có vấn đề gì cả. Mình sẽ nhân robot chuyển nó. Đây là nhà của đây là phi thuyền, chỗ phi thuyền đi ra mà hôm nay chuyển đến rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đến. Ok, thằng này em vẫy à, vẫy chị à, 10.000 đô nhá. Trả 10.000 đô muốn làm gì làm nhá. Rồi, như vậy là mình cái này mình đã thử nghiệm và cho ăn rồi. Đây các bạn có thể cho thằng này ăn này bằng cách nói chuyện. Rồi, các bạn có thể đút thức ăn vào mồm nó và cho nó cái vạch. Các bạn nhìn thấy có một cái vạch full net không? Khi mà nó đầy thì nó sẽ ỉa, à không nhầm, nhưng nó đầy nó sẽ sinh ra một thằng con. Đấy, thằng con này này, các bạn thấy thằng con cạnh trông khá là ngu ngơ, không khác gì thằng bố cả. Ok, thằng con này nó màu đỏ. Như vậy nó sẽ sinh ra ba loại con, một thằng vàng, một thằng màu xanh thì phải. Nha, từng thằng này nó có một cái công dụng khác. Ví dụ thằng đỏ này nó sẽ cho mình cái gì đây. Thằng đỏ này thì mình cũng phải cho nó ăn, đấy, nó nặng thế chứ lại. Như vậy là cho nó ăn
và mình sẽ cho nó ăn đi. Ô, cho nó ăn mà nó biến yêu rồi. See you again à? Ok, tạm thời không quan. Tức là như thế này, các bạn cho thằng này ăn. Đây, cho thằng này ăn. Các bạn cho ăn đến đầy cái bánh full net, nó sẽ đẻ ra một thằng. Và mỗi một thằng thì nó lại có cho bạn một cái item. Ví dụ như thằng đỏ, không nhớ thằng đỏ là nó cho mình, thằng đỏ hình như là nó cho mình Butter item thì phải. Mình không nhớ chính xác đâu. Mà mình nhớ là ba thằng con này nó sẽ cho các bạn là thời trang này, ví dụ như kính đeo mắt đấy mình đang đeo này, thời trang, mũ, quần què gì đấy. Thứ hai là Super shoe. Và thứ ba là các bạn có các cái bát tầm item như kiểu hồi máu, thì gen, thì viết các kiểu. Nói chung là mấy ý nó không quan trọng, các bạn ra hàng mua được hết mấy thằng con này. Và một điều rất đặc biệt nữa là các bạn, khi mà các bạn cho thằng Magic Bee này đẻ ra 6 thằng con, như vậy các bạn cho là ăn mà nó đẻ ra được 6 thằng con, thì các bạn có thể nhận được, có cơ hội mang về cho mình một quả trứng. Xong rất nhiều tiền nong đổ vào đút cả mồm thằng này thì các bạn có thể nhận về được một quả trứng. Và quả trứng nó có tác dụng gì, khi quả trứng ý mình nói thêm là các bạn sẽ mở được các cái story ẩn. Đó, story khi mà các bạn đã chơi hết rồi ấy, các bạn sẽ mở được, sưu tập đủ 5 quả trứng ý thì các bạn có thể mở được thôi, mở được cái story. Và đây là quả trứng gặp cho thằng mang đưa ăn thì mình sẽ lấy được quả trứng đầu tiên. Còn 4 quả trứng nữa thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu và hướng dẫn các bạn sau nhé. Thì bây giờ cho ăn rồi thì mình cút khỏi đây thôi. Đấy, đơn giản nó chỉ thế thôi, cái chỗ này nó không có gì thú vị nữa rồi. Nó ngốn của mình khá là nhiều tiền rồi. Đang từ người giàu có mà trở thành ăn mày, ăn xin. Không, một đứa ăn mày ăn xin chứ. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ một cái điều, nếu mà ai biết rồi thì ai chưa biết thì có thể tham khảo, mà ai biết rồi thì có thể góp ý thêm các kiểu. Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ tiếp tục với game nha. Nhớ nhấn like, sub ủng hộ mình nha. Thank you. Bye bye.